Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Con Rẫy triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp chị em phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế, ổn định đời sống, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Phát huy vai trò trách nhiệm là chi hội phó chi hội phụ nữ thôn 7, chị Y Hố luôn nắm bắt tâm tư tình cảm của hội viên, tuyên truyền cho hội viên hiểu được lợi ích, quyền lợi khi tham gia vào tổ chức hội, đồng thời tuyên truyền phổ biến các chương trình, các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao để chị em học hỏi, làm theo nhằm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thường xuyên tuyên truyền cho chị em phụ nữ trong hội viên là phải thay đổi cách nghĩ nết làm, là ở trong nhà phải sạch này, vườn phải sạch này, để ít con này. Thứ hai là phải có vườn rau sạch để mà tận dụng để mà mình ăn. Mỗi chị em mình phải có một cái chăn nuôi để mà ví dụ như nuôi gà, nuôi vịt để mình lấy trứng mình ăn. Rồi chuồng trại phải sạch sẽ, phải đủ đảm bảo. Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của hội, chị còn nỗ lực làm kinh tế giỏi, mạnh dạn vay vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất. Hiện nay gia đình trồng gần 2 hectare bắp và mì làm thực phẩm phục vụ chăn nuôi, thu nhập trên 150 triệu đồng một năm. Về chăn nuôi thì tôi đã nói chung là đã tìm tòi các cái khoa học. Như đã chăn nuôi thì phải mua cám, nhưng mà phải thật sự rất để hợp lý, hợp vệ sinh. Trồng bắp ngô hoặc là trồng mì đó thì tôi cũng áp dụng phân khoa học như phun thuốc rồi rải phân. Chứ ngày xưa thì người ta trồng để đó nên là không có hiệu quả mấy, nhưng mà bây giờ theo cái thời đại hiện đại thì đã có cái khoa học. Với những đóng góp tích cực trong các phong trào hoạt động của hội, gương mẫu thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình, chị Y Hố luôn được bà con trong thôn quý mến, tin yêu và hội cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Chị Y Hố là một người phụ nữ trong thôn làm rất là đoàn kết cho chị em phụ nữ, phát triển kinh tế cũng rất là tốt. Chị em phụ nữ trong thôn cũng muốn học hỏi chị Hố nhiều, là chị Hố được nơi gương cho chị em phụ nữ trong thôn đây, nói chung cũng là tốt. Về cái trách nhiệm của chị Hố rất là nhiệt tình, năng nổ, thường trực hội triển khai những cái nhiệm vụ cũng như là cái công tác hội và ba cái nhiệm vụ cũng như là cái cuộc vận động của hội, thì chị Y Hố đã tham mưu cũng như là phối hợp với chi hội trưởng và các ban ngành trong thôn tuyên truyền vận động hội viên để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà trên giao, cũng như là cái cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm, vận động chị em ra dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Huyện Con Rẫy hiện có 7 cơ sở hội, hơn 4.500 hội viên, trong đó trên 3.000 hội viên người dân tộc thiểu số. Bằng những mô hình cụ thể, các cấp hội giúp hơn 1.000 hộ phụ nữ người dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm về phương thức sản xuất trong phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.